Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nga tuyên bố hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đầu hàng ở Mariupol. Vào ngày 13 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư rằng 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 của Ukraine, bao gồm 162 sĩ quan, đã đầu hàng tại thành phố cảng Mariupol, theo hãng tin Reuters chia sẻ. Mariupol, nơi bị quân đội Nga bao vây trong nhiều tuần, đã chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt nhất và sự tàn phá toàn diện nhất kể từ khi Nga xâm lược vào Ukraine ngày 24 tháng 2. Cảng chính ở biển Azov là mục tiêu lớn nhất của khu vực phía đông Donbass mà Moscow hiện gọi là trung tâm của chiến dịch, và nếu bị chiếm sẽ là thành phố lớn đầu tiên thất thủ kể từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu. Đây là hình ảnh cho thấy vệ tinh đã chia sẻ là nhà máy thép Azovstal là phần cuối cùng của thành phố vẫn chống lại sự tiến công của quân Nga. Việc chiếm được nó sẽ đảm bảo một lối đi trên bộ giữa các khu vực phía đông Felikhai nằm giữa Crimea và Nga đã chiếm giữ và sát nhập vào năm 2014. Tại thị trấn Mariupol gần công trình gang thép Rizhsk, do các cuộc tấn công thành công của các lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk, 1.026 binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 36 Thủy quân Lục chiến đã tự nguyện hạ vũ khí đầu hàng. Đó là thông tin Bộ Quốc phòng của Nga tuyên bố. Hãng thông tấn Reuters cũng không thể xác nhận được một cách độc lập việc đầu hàng này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleks cho biết ông không có thông tin gì về việc này và cũng không có bình luận ngay lập tức từ văn phòng của Tổng thống Ukraine hoặc Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Hôm thứ Hai, một bài đăng trên trang Facebook của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Ukraine cho biết đơn vị đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng ở Mariupol và sẽ kết thúc bằng cái chết hoặc bị bắt vì quân đội của họ đã hết đạn dược. Hôm nay có thể sẽ là trận chiến cuối cùng vì không còn đạn, bài báo đăng cho biết. Ở ngoài kia đang chiến đấu tay đôi, ở ngoài kia người thì chết, người thì bị bắt. Một số quan chức Ukraine vào thời điểm đó cho biết vậy bài đăng có thể là giả mạo và quân đội vẫn đang cầm cự. Đây là hình ảnh các ngôi mộ của thường dân Ukraine bị sát hại trong cuộc chiến tranh Ukraine nằm sát các chung cư tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 151 binh sĩ Ukraine bị thương đã được điều trị tại chỗ và đưa tới bệnh viện thành phố Mariupol. Các nhà báo của hãng Reuters đi cùng phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở Mariupol hôm thứ Ba đã nhận thấy ngọn lửa bốc lên từ khu vực phức hợp Azovstal. Theo báo cáo, nhà máy thép Azovstal là phần cuối cùng của thành phố vẫn chống lại sự tiến công của quân Nga. Hàng chục nghìn dân thường đã bị mắc kẹt bên trong thành phố, không có cách nào để mang thức ăn hoặc nước uống vào, và ông đã cáo buộc Nga chặn các đoạn xe viện trợ. Trước đó, nhà lãnh đạo Chechen Samsan, một người ủng hộ nhiệt thành của ông Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã kêu gọi những người Ukraine còn lại đang nấu ở Azovstal đầu hàng. Ông Kalivov cho biết trong một bài đăng trên trang Telegram rằng trong Azovstal hiện nay có khoảng 200 người bị thương, không thể nhận được bất kỳ hỗ trợ y tế nào. Đối với họ và tất cả những người còn lại, tốt hơn là chấm dứt sự phản kháng vô nghĩa này và trở về nhà với gia đình của họ. Truyền hình nhà nước Nga chiếu những hình ảnh mà họ nói là lính thủy đánh bộ xả thân tại khu vực nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol hôm 12 tháng 4, nhiều người trong số đó bị thương. Hình ảnh cho thấy có những người lính Ukraine đang hành quân trên một con đường với tay không. Một trong những binh sĩ được cho thấy mang hộ chiếu Ukraine. Đây là hình ảnh lãnh đạo Cộng hòa Chechen Lapsos Kalinov. Khoảng 21.000 thường dân ở Mariupol đã bị sát hại. Hàng trăm người bị hãm hiếp. Thành phố cảng Mariupol ở miền nam Ukraine đã cầm cự được cho đến trưa ngày 13 tháng 4 năm 2022 sau hơn 40 ngày bị quân đội Nga bao vây và oanh tạc dữ dội. Thị trưởng Mariupol Vladimir Bokhenko trên đài truyền hình Ukraine tối hôm qua cũng đã thông báo theo thẩm định của giới chức thành phố có khoảng 21.000 người thường dân đã bị sát hại tại đây. Theo cố vấn của Tổng thống Zelensky, 90% khu nhà ở tại thành phố cảng này đã bị phá hủy, Mariupol hoàn toàn bị phong tỏa. Trước mắt, chính quyền thành phố cũng như Kiev chưa thể xác định được tin về quân đội Nga sử dụng vũ khí hóa học để chiếm được toàn bộ thành phố này.
Còn tại Bukha và khu lân cận ở thủ đô Kiev, theo Bộ Nội vụ Ukraine, có ít nhất 720 thường dân đã thiệt mạng, 200 người mất tích trong thời gian quân đội Nga chiếm đóng. Thị trưởng ở Bukha cho biết đã tìm thấy hơn 400 thi thể, nhưng việc nhận diện tử thi đòi hỏi mất rất nhiều thời gian. Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục kêu gọi quốc tế tăng cường viện trợ quân sự để chống trả lực lượng Nga và giải tỏa thành phố Mariupol. Ông Zelensky còn tố cáo là quân Nga đã hãm hiếp hàng trăm người tại những vùng mà họ chiếm đóng trước đó kể từ khi mở cuộc chiến tranh xâm lăng Ukraine. Theo lời Tổng thống Ukraine, trong số các nạn nhân có cả các thiếu nữ và trẻ nhỏ. Hôm thứ Hai vừa qua, Liên Hợp Quốc cũng đã kêu gọi mở điều tra về vụ bạo hành nhắm vào phụ nữ trong chiến tranh ở Ukraine, đồng thời kêu gọi bảo vệ hàng triệu trẻ em Ukraine phải bỏ xứ ra đi. Đây là hình ảnh biểu tình lên án Putin giết hại trẻ em ở Bern, cuộc biểu tình diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 3. Tổng thống Hoa Kỳ Biden lần đầu tiên nói rằng cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine tương ứng với tội ác diệt chủng, theo hãng tin Reuters. Tổng thống Biden đưa ra nhận định này khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ nhịp nhàng và bình tĩnh, tiếp tục triển khai quân và đạt được mục tiêu của mình. Ông Biden đã sử dụng từ diệt chủng, một cấp độ mới trong các nhận định của ông trong bài phát biểu tại một nhà máy sản xuất ethanol ở Iowa và sau đó khi ông chuẩn bị bước lên chiếc máy bay không lực một của Mỹ. Ông nói, đúng vậy, tôi đã gọi đó là tội ác diệt chủng vì ngày càng rõ ràng rằng Putin đang cố gắng xóa sạch ý tưởng về sự tồn tại của người Ukraine và các bằng chứng đang ngày càng nhiều lên. Tổng thống Biden nói với các phóng viên hôm thứ Ba như vậy. Và chúng tôi sẽ để các luật sư quyết định trên phạm vi quốc tế liệu có đủ điều kiện để gọi đó là tội diệt chủng hay không, nhưng với tôi có vẻ là như vậy. Tổng thống Biden đã nhiều lần gọi Putin là tội phạm chiến tranh, nhưng hôm thứ Ba là lần đầu tiên ông cáo buộc Nga tội diệt chủng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Putin bị cáo buộc dùng máy bay không người lái thả vũ khí hóa học ở Ukraine. Nga bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine đã bị lực lượng Nga bao vây từ hơn một tháng qua. Ngoại trưởng Liz Truss cho biết Anh và các đồng minh khác đang làm việc khẩn trương để xác minh các chi tiết của vụ tấn công hóa học của Nga ở Mariupol, bởi đây có thể là rắn ránh đỏ để phương Tây cử lực lượng tham chiến. Đây là hình ảnh các lực lượng Nga đã tấn công nhà máy sắt thép Azovstal, nơi quân lính Ukraine được cho là đang chiến đấu vững vàng từ bên trong. Một tiểu đoàn của Ukraine tuyên bố rằng các binh sĩ đã bị trúng một hóa chất không xác định, khiến những người lính của họ chóng mặt và suy hô hấp. Trước đó, trong một tháng đăng trên báo mạng Telegram được AFP trích dẫn, trung đoàn Azov của Ukraine hiện cố thủ ở Mariupol đã tuyên bố rằng một máy bay không người lái của Nga đã thả chất độc hại và binh lính và dân thường ở Mariupol. Một số những người mắc phải các bệnh về đường hô hấp và thần kinh. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cảnh báo bất kỳ việc sử dụng vũ khí nào như vậy sẽ là hành động leo thang nhẫn tâm trong cuộc xung đột này và chúng tôi sẽ buộc Putin và chế độ của ông ấy phải giải trình. Bộ trưởng các lực lượng vũ trang James cho biết quân đội Anh và các nước phương Tây khác có thể được triển khai tới Ukraine để đáp trả hành động này của nhà độc tài Putin. Hoa Kỳ cho biết họ đang cố gắng xác minh các tin tức. Bộ trưởng Quốc phòng Anh James thì nói nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học thì tất cả các phản ứng đáp trả đều sẽ được cân nhắc. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Quốc phòng Anh James. Bộ Quốc phòng Nga chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Reuters. Hãng thông tấn Interfax thì đưa tin lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền Đông phủ nhận sử dụng vũ khí hóa học ở Mariupol. Nhưng nếu đúng là Nga sử dụng vũ khí hóa học, nó sẽ đánh dấu một bước đi mới nguy hiểm kể từ khi ông Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân xâm lược ở Ukraine, đem đến cái chết của hơn 10.000 binh sĩ của Nga và hàng chục nghìn thường dân và binh sĩ của Ukraine và tàn phá rất nhiều những thành phố khác nhau ở nước này. Một vị tướng thân Nga ở Donbass, ông Eduard, nói với kênh truyền hình nhà nước Nga rằng các lực lượng Ukraine còn lại ở Mariupol đang cố thủ tại nhà máy Azovstal và rằng
Nga nên bao vây nhà máy và hút những con chuột chũi Ukraine ra khỏi lòng đất. Bộ Quốc phòng Anh trước đó đã lưu ý rằng Nga có thể chuyển sang sử dụng bom phốt pho chết người trong bối cảnh nỗ lực phá vỡ các ổ đề kháng ở Mariupol. Người trong số họ là dân thường cũng rất nhiều. Phát biểu vào hôm 11 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học nào cũng sẽ đánh dấu một giai đoạn khủng bố mới chống lại Ukraine và kêu gọi các quốc gia phương Tây trang bị cho lực lượng Ukraine những vũ khí cần thiết để họ có thể tự bảo vệ được đất nước. Thật không may, chúng tôi đã không nhận được nhiều như những gì chúng tôi cần để kết thúc cuộc chiến tranh này sớm hơn. Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói như vậy. Và gần đây, rất nhiều các vị lãnh đạo cấp cao của các nước phương Tây đã lần lượt đến thăm Ukraine để chia sẻ tình đoàn kết với họ. Tổng thống Ukraine nói tiếp, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có được hầu hết mọi thứ chúng tôi cần, nhưng lúc này thì không chỉ có thời gian đang bị mất đi. Sinh mạng của người dân Ukraine cũng đang bị mất đi, những sinh mạng không còn có thể quay trở lại được nữa. Vào tháng trước, Tổng thống Biden của Mỹ cũng cảnh báo rằng NATO sẽ đáp trả nếu như Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Biden. Các nhà lãnh đạo phương Tây thì ngày càng tăng lo ngại rằng Putin sẽ sử dụng vũ khí hóa học khi cuộc xâm lược của ông ta có nguy cơ thất bại. Được biết gần đây, tại Nga, Tổng thống Putin cũng đã bãi chức rất nhiều các nhân viên tình báo cấp cao của mình. Cũng theo các nhà chức trách Ukraine, 90% thành phố nơi sinh sống của 400.000 người trước chiến tranh đã bị phá hủy hoặc hư hại sau một tháng pháo kích nặng nề. Và ít nhất 300 người trú ẩn tại một nhà hát trong thành phố đã thiệt mạng do một cuộc không kích của Nga vào tháng trước. Nhà hát được các gia đình sử dụng làm nơi trú ẩn đã bị đánh bom, mặc dù được đánh dấu rõ ràng rằng có từ trẻ em viết bằng tiếng Nga rất lớn có thể nhìn thấy từ trên không. Quân đội Nga cũng tháng trước cũng đã biến một trường học thành đống đổ nát, hơn 400 thường dân đang trú ẩn khi tòa nhà của trường học bị tấn công bởi tên lửa nhiệt áp THOS-1A, loại bom có thể làm tan chảy nội tạng của con người. Một cuộc không kích khác đánh trúng một bệnh viện phụ sản trong thành phố cũng đưa đến cái chết của nhiều phụ sản đang sắp sửa sinh con tại đây. Tổng thống Ukraine Zelensky thì nói, khi các công dân của thành phố cảng đã bị thảm sát, điều này sẽ đi vào lịch sử như một tội ác chiến tranh khôn lường và sẽ được ghi nhớ trong nhiều thế kỷ tới. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky, người đã thể hiện tính dũng cảm trong suốt quá trình thời gian vừa qua, chỉ huy kháng chiến chống lại quân đội Nga xâm lược. Chính quyền địa phương cũng cho biết cuộc bao vây đã khiến ít nhất 2.300 người thiệt mạng. Một số người phải chôn cất trong các ngôi mộ tập thể vì các cuộc pháo kích liên tục khiến lễ tang không thể diễn ra. Nói về những gì còn lại của con phố sầm uất một thời, cảnh sát Mariupol Michel cho biết trẻ em, người già đang chết dần, thành phố bị phá hủy và nó đang bị xóa sổ khỏi khuôn mặt của trái đất. Và trận chiến giành Mariupol đang đi đến giai đoạn quyết định với việc lính thủy quân lục chiến Ukraine tập trung tại khu công nghiệp Azovstal. Nếu Nga chiếm được Azovstal, họ sẽ có toàn quyền kiểm soát Mariupol, thành phố quan trọng nằm giữa các khu vực do Nga nắm giữ ở phía Tây và phía Đông. Thành phố đã trở thêm hoang phế sau nhiều tuần hứng chịu các cuộc oanh tạc của Nga và hàng nghìn thường dân có thể đã thiệt mạng tại đây. Cho đến nay, khoảng 1/4 trong số 44 triệu dân số của Ukraine đã bị buộc rời khỏi nhà cửa vì chiến tranh, các thành phố trở thành đống đổ nát và hàng ngàn người đã thiệt mạng hoặc bị thương. Và con số này không dừng lại ở đây.